Kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin Than Dương Huy và tôi là biên tập viên Hương Giang. Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2019, công ty Than Dương Huy TKV đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và hội nghị người lao động năm 2020. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Nguyễn Anh Tuấn, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn, Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam cùng lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Tại hội nghị, Giám đốc công ty Bùi Xuân May đã báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động năm 2019. Theo đó, được sự ủng hộ của lãnh đạo tập đoàn cùng với việc chủ động triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt với sự đồng thuận phối hợp tốt giữa các phòng ban phân xưởng, công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với kế hoạch được tập đoàn giao. Nổi bật nhất là sự kiện lần đầu tiên công ty đạt mốc 2 triệu tấn than hầm lò vào ngày 20 tháng 12. Trong năm, công ty có 86 ngày khai thác than hầm lò đạt trên 8.000 tấn trên ngày, nhiều ngày đạt trên 9.000 tấn, 29 ngày đào trên 100 mét lò trên ngày. Cùng với đó, công ty đã thực hiện tốt hầu hết các mặt công tác chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Cũng tại hội nghị, Giám đốc công ty đã giải đáp 46 kiến nghị của người lao động về sản xuất, chế độ chính sách, đời sống, phục vụ. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Trần Văn Toàn, Chủ tịch Công đoàn công ty phát động thi đua năm 2020 với những mục tiêu cụ thể, thiết thực. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã chúc mừng những thành tích xuất sắc mà tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã đạt được và khẳng định Than Dương Huy đã thực sự trở thành đơn vị thuộc top đầu của tập đoàn trong năm 2019. Về nhiệm vụ năm 2020 đối với Than Dương Huy, Chủ tịch Hội đồng thành viên chỉ đạo với tiềm năng thế mạnh sẵn có, cán bộ công nhân viên công ty cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để biến tiềm năng thành cơ hội, đưa công ty Than Dương Huy phát triển lên một tầm cao mới, trở thành mỏ than hầm lò có công suất lớn hiện đại của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm giám đốc và các đồng chí phó giám đốc công ty với số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 70 đến 97,5%, bầu 21 đại biểu đi dự hội nghị người lao động cấp tập đoàn năm 2020. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và công tác giai đoạn 2017-2019 được tặng bằng khen và danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương. Nhân dịp này, công ty cũng khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 với tổng số tiền thưởng gần 5 tỷ đồng.